Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà các địa phương, cơ quan, đơn vị, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Nông dân Lào Cai nỗ lực đối phó với rét đậm tăng cường. Cần giải quyết dứt điểm tình trạng xe dù bến cóc tại thành phố Lào Cai liên tục gia tăng trong thời gian qua. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 29 tháng 1, Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Theo báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo 138 Chính phủ, trong năm 2017, toàn quốc xảy ra hơn 52.940 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3,02% so với năm 2016. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 80,4%. Hầu hết các án nghiêm trọng đều được điều tra làm rõ, phát hiện và điều tra khám phá án buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường nhiều hơn so với năm 2016. Công tác truyền thông phòng chống tội phạm được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp, tạo được lòng tin và sự tham gia tích cực của nhân dân. Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ trung ương đến cơ sở đã được các bộ ngành địa phương thực hiện có hiệu quả. Trong năm, các lực lượng chức năng đã đấu tranh phát hiện xử lý 225.837 vụ việc vi phạm, tăng 1,15% so với năm 2016, thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra kiểm tra truy thu thuế đạt trên 23.100 tỷ đồng. Khởi tố 1.673 vụ và 2.118 đối tượng. Đặc biệt, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tiếp nhận hàng trăm tin báo. Qua phân tích đã chuyển 59 tin báo của nhân dân có cơ sở, 23 đơn khiếu nại tố cáo đến các đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền xử lý theo quy định. Tại Lào Cai, công tác phòng chống tội phạm đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Lực lượng chức năng đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, mua bán người, trộm cắp tài sản, tội phạm băng nhóm, kiềm chế sự phát sinh của tội phạm, tiếp tục củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2017, các vụ việc vi phạm về buôn bán vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại gia tăng so với năm 2016. Ban chỉ đạo 389 của tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý 1.829 vụ vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 1.490 vụ với tổng giá trị gần 80 tỷ đồng, khởi tố 237 vụ với 256 đối tượng, tăng 73 vụ và 54 đối tượng so với năm 2016. Các hành vi vi phạm chủ yếu về buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, ma túy, pháo nổ, thuốc nổ, ngoại tệ. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương đánh giá cao kết quả, thành tích đạt được của các bộ ngành địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong năm qua. Năm 2018, các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm. Đặc biệt, cần tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội, như tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật về môi trường. Tiếp tục rà soát kiến nghị những bất cập trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đề nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh, tạo thuận lợi cho lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 29 tháng 1, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức phiên họp thường kỳ thứ nhất, đánh giá kết quả công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2 năm 2018. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chủ trì hội nghị. Tham dự phiên họp có các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong tháng 1, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, chỉ đạo phối hợp cùng các ban, các tổ đại biểu triển khai nhiệm vụ giám sát, khảo sát theo quy định.
Thường trực đã chủ trì, chỉ đạo phối hợp cùng các ban, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất ban hành chương trình giám sát năm 2018, trong đó dự kiến giám sát 33 chuyên đề, đồng thời giao các ban, các tổ đại biểu chủ động giám sát thường xuyên việc ban hành văn bản thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ban hành các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Về công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết theo đúng quy định. Kết quả đã tiếp 23 lượt công dân, 8 đơn thư kiến nghị khiếu nại tố cáo. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh lãnh đạo các ban tiếp thu ý kiến phản ánh kiến nghị của công dân, tiếp nhận đơn thư, hướng dẫn công dân và có văn bản yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề ra nhiệm vụ trong tháng 2 như tổ chức họp đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên đoàn, ban hành văn bản thống nhất, báo thời gian địa điểm giám sát hai chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Lào Cai các năm 2016-2017, việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2016-2017, thống nhất chủ đề phối hợp với Hội đồng Nhân dân huyện Bảo Yên chuẩn bị nội dung, điều kiện, tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng Nhân dân hai cấp tỉnh huyện lần thứ tư năm 2018. Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, yêu cầu các ban tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình công tác năm 2018 theo quy định, chuẩn bị tốt cho hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng Nhân dân hai cấp tỉnh huyện lần thứ tư năm 2018 tại huyện Bảo Yên. Các ban chuẩn bị tốt cho hoạt động giám sát, khảo sát, tập trung vào những vấn đề còn nổi cộm được cử tri, người dân quan tâm, chú trọng giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Mậu Tuất năm 2018, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đoàn công tác đại diện cho lãnh đạo thành phố Lào Cai, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã đến chúc Tết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Điện lực Lào Cai, Báo Lào Cai, Trung tâm Công tác Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và bến xe trung tâm. Đến thăm tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phường Thống Nhất, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Cảnh sát 113 Công an tỉnh. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đoàn công tác biểu dương những đóng góp của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong năm 2017. Nhân dịp đón xuân mới, đồng chí chúc sức khỏe toàn thể cán bộ chiến sĩ và yêu cầu lực lượng công an tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động ứng phó các tình huống xảy ra để nhân dân đón xuân an lành. Thăm chúc Tết Điện lực Lào Cai, Báo Lào Cai, Trung tâm Công tác Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và bến xe trung tâm. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Trường Sơn đánh giá cao những kết quả đóng góp của các đơn vị trong công tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua. Đồng thời động viên các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả, vượt qua khó khăn, tích cực và phấn đấu giành những thắng lợi mới trong năm 2018. Đặc biệt, đối với đội ngũ cán bộ nhân viên được phân công trực Tết phải nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn, hạnh phúc. Cũng nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai và đại diện Công an tỉnh cũng tặng quà Tết các đơn vị đã đến thăm. Cùng thời gian này, đoàn công tác do đồng chí Lý Xeo Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một số cơ quan đơn vị tham gia trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn thành phố Lào Cai. Đoàn đã tổ chức đến thăm tặng quà gia đình ông Hoàng Văn Thông, thôn Cóc, xã Tà Phời bị nhiễm chất độc hóa học, cháu Hoàng Văn Tú, thôn Cấp 2, xã Tà Phời bị bại não, ông Dì Hồng Quân, bệnh binh 61% ở thôn Dạ Hai, xã Cam Đường và 5 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Lý Xeo Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi và động viên các gia đình khắc phục những khó khăn bệnh tật vươn lên trong cuộc sống, đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền quan tâm tới các gia đình chính sách để có một cái Tết ấm cúng đủ đầy. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Tà Phời, Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động và Xã hội thành phố, Bệnh viện Hưng Thịnh, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, Ga Lào Cai, cơ sở điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone xã hội hóa ở phường Phố Mới. Chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị đã báo cáo khái quát về kết quả đạt được trong năm qua, phương hướng năm 2018, trong đó có việc chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trực Tết, chăm lo Tết cho nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động.
Đồng chí Lý Xeo Dìn đánh giá cao kết quả đạt được và mong muốn chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, bố trí và đảm bảo đủ quân số trực Tết, quan tâm chăm lo Tết cho nhân dân, cán bộ, công nhân viên, người lao động, các bệnh nhân. Thực hiện chương trình Tết vì người nghèo, sáng ngày 29 tháng 1 năm 2018, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai do bà Lê Thu Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình tặng quà Tết cho các hộ nghèo, đặc biệt khó khăn tại huyện Văn Bàn. Đoàn đã trao 150 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 150 hộ nghèo ở 13 xã huyện Văn Bàn gồm Khánh Yên Trung, Khánh Yên Hạ, Trường Ken, Liêm Phú, Nậm Tha, Tân An, Dần Thàng, Nậm Dạng, Nậm Xây, Nậm Xé, Thẩm Dương, Minh Lương, Sơn Thủy. Đây là số tiền được bà Lê Thu Hà vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ. Đoàn đã trực tiếp đến trao quà cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo và hộ có người già tại các thôn N3, Long Trai, Nong Khuấn, xã Khánh Yên Trung. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Lê Thu Hà, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống kinh tế, động viên khích lệ các hộ gia đình nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để thoát nghèo, góp phần xây dựng kinh tế ngày càng phát triển. Trong dịp này, thành phố Lào Cai đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi tặng quà một số cơ quan đơn vị, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đoàn công tác của thành phố Lào Cai đã đến thăm hỏi tặng quà các đơn vị, trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa thành phố, đảng ủy, ủy ban nhân dân, công an thành phố, công an phường Pom Hán, công ty điện lực Cam Đường. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã biểu dương những đóng góp của các đơn vị cho sự phát triển của thành phố trong thời gian qua. Và đề nghị các đơn vị cần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe, chăm lo Tết cho các gia đình. Đoàn cũng đã đến thăm tặng quà hai gia đình chính sách là gia đình ông Vũ Hồng Điệp, người nhiễm chất độc da cam, và gia đình ông Cao Đình Hiệu, cựu chiến binh. Tại hai gia đình, lãnh đạo đoàn đã ân cần thăm hỏi, tặng quà Tết, đồng thời chia sẻ với những khó khăn động viên các gia đình đón xuân vui vẻ. Diễn biến bất lợi của thời tiết đang có những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Lào Cai. Hiện bà con nông dân đang tích cực phòng chống rét sau khi được cảnh báo các đợt lạnh sẽ liên tục tăng cường trong những ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, các khu vực vùng cao Lào Cai hiện nhiệt độ đã xuống dưới 10 độ C. Đây là đợt rét thứ 3 kể từ đầu vụ rét đến nay. Được dự báo là đợt rét mạnh liên tục tăng cường, vì vậy mà người dân vùng cao Lào Cai đang có nhiều biện pháp để chủ động phòng chống rét. Là người có kinh nghiệm trong trồng hoa lan ở Sapa, anh Thắng đã di chuyển toàn bộ vườn lan xuống khu vực xã Cốc San, huyện Bát Sát từ cuối tháng 11 để tránh rét. Không chỉ theo dõi dự báo thời tiết trong nước, anh Thắng cũng cập nhật bản tin thời tiết từ các đài dự báo quốc tế để có sự chuẩn bị tích cực trong việc phòng chống rét cho vườn lan. Sau khi có thông tin đợt rét kể từ ngày hôm nay 29 tháng 1 sẽ kéo dài và khốc liệt, những người trồng lan như anh Thắng đang có sự chuẩn bị tích cực bảo vệ vườn lan có giá trị lên đến vài tỷ đồng của gia đình. Số lượng quá nhiều này thì mình không di chuyển đâu được. Đối với cái lở rồi thì mình phải cho trong nhà có mái che mà vẫn phải đảm bảo cái độ sáng để cho đỡ ảnh hưởng về cái lan. Còn những cái chậu mà gần lở thì mình vẫn phải để ngoài trời, nhưng thực ra cái số lượng lớn này thì không thể có nhà nào mà chứa được. Ở các khu vực vùng cao Lào Cai, khi nhiệt độ xuống thấp như hiện nay thì gia súc đã được bà con lùa về chuồng nuôi để chăm sóc tránh rét, không nuôi thả. Nhiều hộ dân ở các huyện vùng cao như là Mường Khương, Bát Sát, Sapa bị thiếu thức ăn thô dự trữ. Vì vậy bà con được cơ quan chuyên môn khuyến cáo nấu cám cho đàn đại gia súc ăn và tăng cường thêm thức ăn bổ sung để chuẩn bị sức kéo cho vụ sản xuất đông xuân đang đến gần. Mùa này nó cỏ nó ít quá, cho tầm một ngày cho sáng cũng cho nước uống một tí và mình cắt cây chuối xào với ngô cho nó ăn cho nó no, thì để chiều mình cho một tí cỏ nó ăn nữa thì là đủ một ngày. Các dịp Tết cổ truyền trước đây, bà con nông dân thường bị thiệt hại nặng do tâm lý chủ quan, không chủ động phòng chống rét. Vì vậy, các địa phương của tỉnh Lào Cai đang nỗ lực tuyên truyền vận động để người dân vui Tết nhưng không quên việc bảo vệ cây trồng vật nuôi, tránh những thiệt hại do giá rét gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, dù đã được đề cập khá nhiều lần trong các chương trình thời sự, nhưng tình trạng xe dù bến cóc trên các tuyến đường của thành phố Lào Cai vẫn đang diễn ra khá phức tạp. Đặc biệt vào mỗi dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, lưu lượng người dân sử dụng dịch vụ vận chuyển bằng xe khách tăng cao đột biến, thì tình hình xe dù bến cóc diễn biến phức tạp hơn. Ghi nhận của phóng viên thực sự về vấn đề này. Đây là hình ảnh được chúng tôi ghi lại tại khu vực đầu đường Hàm Nghi, phường Kim Tân. Mặc dù đã có biển cấm đỗ xe, nhưng từ nhiều năm nay, đoạn đường này đã bị biến thành một bến xe khách di động đón trả khách đi các tuyến thành phố Lào Cai, Sapa, Lào Cai, Lai Châu. Đặc biệt với nhiều nhà xe thì bờ kè suối Ngòi Đung đã bị biến thành điểm đỗ bến xe di động bất chấp biển cấm. Để hạn chế tình trạng này, các lực lượng trật tự giao thông của tỉnh cũng đã nhiều lần nhắc nhở, thậm chí xử lý mạnh tay đối với các đơn vị kinh doanh vận tải. Tuy nhiên ngay sau đó, việc đón trả khách tại đây lại tái diễn. Từ xưa nó là ngẫu nhiên mà nó nhiều lắm, nhưng mà các ban ngành chức năng thì ví dụ như công an rồi thanh tra giao thông làm việc nhiều thì cứ lúc nào có thì họ không dám nữa. Sau đấy thì nhờ? Chứ còn sau đấy thì nó lại thế. Như là dừng đỗ trái phép thì đường nó nhỏ thì nó gây tắc đường. Vô để mà nói, như các anh cũng thế, tất cả mọi người, dân cũng thế. Đi xe giờ đòi tất cả để về một bến thì nó rất là khó. Hay cũng có thể ví dụ như bây giờ nhà các anh các chị ở đây mà đòi bảo không đứng đón đây, khách đây tôi có thể nói là không gây mất cái mỹ quan đô thị được. Hiện trên địa bàn thành phố Lào Cai vẫn đang có rất nhiều tuyến đường bị các nhà xe biến thành các bến xe khách di động. Đặc biệt là vào mỗi dịp giáp Tết thì tại khu vực đầu đại lộ Trần Hưng Đạo giáp ngã 6, việc đón trả khách sai quy định của các nhà xe diễn ra khá công khai. Không chỉ vậy, tình trạng các nhà xe thường xuyên xô sát để tranh giành khách ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường này. Ngày nào cũng thế, ngày nào đều khách xe nào cũng phải đón đây, trả khách ở đây. Lái xe như Yên Bái nhất là thì khoảng đánh chửi nhau suốt mà. Xe Yên Bái, còn những cái xe dường nằm như các cái đi cắt vòng xuyến nhất là mấy ông xe ôm cò bên đấy đi cắt vòng xuyến hết mà. Anh có hay thấy được đang người ta đi kiểm tra đấy? Thỉnh thoảng có thôi, nhưng mà đợt này ít lắm nhỉ. Thấy công an nhưng mà làm chốt đây, lập chốt đây thì là không có mốc. Phải nói rằng tình trạng xe dù bến cóc trên các tuyến đường của thành phố Lào Cai không phải mới diễn ra. Hoạt động đón trả khách sai quy định của các nhà xe được thực hiện công khai và đã diễn ra trong thời gian dài. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng vẫn chưa có giải pháp mạnh mẽ để có thể chấm dứt tình trạng này. Ảnh hưởng tới tình hình an toàn giao thông, hình ảnh thân thiện của Lào Cai với du khách trong và ngoài nước. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc tích cực, xử lý mạnh tay của các lực lượng chức năng, thì bản thân du khách và người đi xe cũng phải tự nâng cao ý thức, tạo thói quen vào bến xe khách để chấm dứt tình trạng xe dù bến cóc như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, còn hơn nửa tháng nữa là Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Và với cái thời tiết như hiện nay thì lan đào sẽ nở vừa đẹp vào dịp Tết Nguyên đán. Hiện trên địa bàn của huyện Sapa, việc mua bán hoa lan, hoa đào đã diễn ra nhộn nhịp. Việc mua bán hoa lan, hoa đào diễn ra khá nhộn nhịp trên nhiều tuyến đường từ thị trấn Sapa đi thành phố Lào Cai. Nhộn nhịp nhất là khu vực km 32 Lào Cai Sapa. Theo đánh giá của chị Trần Thị Tú, tiểu thương đến từ Hải Phòng, do thời tiết thuận lợi nên đào Sapa năm nay đẹp hơn năm ngoái và giá cả có phần thấp hơn. Đào năm nay không đắt hơn mà đào năm nay đẹp hơn. Lý do là như là năm ngoái những cái cây nó mất mùa, nó không nở được cái thì năm nay nó nở. Đối với địa lan Sapa, một trong những loại sản phẩm được ưa chuộng, thời điểm này hàng nghìn chậu đã được bà con nông dân và tiểu thương mang ra chào bán, trong đó chủ yếu là lan Trần Mộng. Nhiều chậu đã hé nở khoe vẻ đẹp rực rỡ. Tuy nhiên bán vẫn được giá cao do đặc tính loại hoa này có sức bền cao. Theo anh Giàng A Xỉa, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, giá lan năm nay có độ dao động cao tùy theo chất lượng hoa. Có những chậu giá chỉ 100.000 đồng trên một cành, nhưng cũng có chậu đẹp giá lên gấp nhiều lần. Cái chậu lan này là bao nhiêu tiền đấy anh nhỉ? 2,5 triệu. Bao nhiêu cành nhỉ? 21 cành. Chậu đẹp thì 500-700 một cành, bình thường thì 100-200 tí. Đào lan xuống đường tấp nập, hứa hẹn một cái Tết đầy đủ của nhiều hộ nông dân Sapa. Vậy nhưng việc bày bán cũng thường xuyên tràn ra lòng lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Rất mong các ngành chức năng tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho bà con nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.